Mẹ đầu tiên, đây là vấn đề rất phiền toái khi các bạn không thể dùng được những cân nấc. Hãy dùng máy sấy tóc, đưa luồng hơi ấm vào vùng bụng của bạn, cân nấc sẽ mất trong vài phút. Cơn đau số 2, cứng hoặc đau cổ. Vào mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta hay thường bị đau cổ. Đó có thể là do bạn nằm sai tư thế. Hãy dùng máy sấy tóc, thổi một luồng hơi ấm vào vùng cổ và vai gáy của bạn. Chỉ trong khoảng 40 phút đến 1 tiếng, cơn đau sẽ biến mất. Tôi hay thường làm công việc này vào mỗi buổi sáng thức dậy cũng như trước khi đi ngủ. Nó sẽ làm bạn thoải mái hơn khi thức dậy vào sáng hôm sau. Không phủ nhận rằng bạn sẽ thấy vùng vai và cổ bị đỏ nhẹ, nhưng đừng lo lắng vì đó là do năng lượng xấu đã được giải phóng ra ngoài và bạn sẽ cảm thấy dễ chịu. Cơn đau số 3, căng cơ, chuột rút, đau lưng, cánh tay, chân. Bất cứ chỗ nào bạn cảm thấy đau, hãy dùng máy sấy tóc, thổi luồng hơi ấm vào đó. Cứ thổi đi thổi lại 10 đến 15 phút, cơn đau sẽ biến mất. Phương pháp này rất hiệu quả trong việc giảm đau cơ và vai. Thứ tư, nghẹt mũi. Bất cứ khi nào bạn bị cảm lạnh hay cảm cúm và mũi bạn bị nghẹt, hãy giữ máy sấy tóc cách xa mũi khoảng 10cm và thổi luồng hơi ấm vào xung quanh mũi từ 5 đến 8 phút. Việc này giúp làm tăng tuần hoàn máu và thông mũi. Thứ năm, đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu. Bất cứ khi nào chúng ta ăn xong, bạn cảm thấy đầy bụng, chướng bụng và khó tiêu, hãy dùng máy sấy tóc, thổi luồng hơi ấm vào vùng rốn và di chuyển máy sấy tóc tròn xung quanh rốn ở mức nhiệt vừa phải hoặc thấp. Bạn sẽ thấy hiệu quả ngay sau 3 đến 5 phút. Phương pháp sử dụng máy sấy tóc nghe có vẻ lạ, nhưng miễn là nó có hiệu quả và làm dịu cơn đau và chữa bệnh. Tổ tiên chúng ta trước đây thường dùng bình chườm nóng để làm dịu cơn đau. Nhưng giờ chúng ta đã có công nghệ hiện đại với máy sấy tóc, tại sao lại không tận dụng những ưu điểm của nó nhỉ? Bởi vì phương pháp này thực sự rất hiệu quả, tiết kiệm thời gian. Tuy dòng khí được nhắc đến trong y học cổ truyền không thể nhìn thấy bằng mắt được, nhưng y học đã chứng minh phương pháp này thực sự hiệu quả. Vì thế, tôi nghĩ đôi khi chúng ta cần chấp nhận điều gì thậm chí không thể giải thích hoặc không thể nhìn thấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hãy like và share nếu các bạn cảm thấy hữu ích.